Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2018, huyện Thoại Sơn tập trung đưa 5 xã Vĩnh Chánh, Bình Chánh, An Bình, Tây Phú và Vọng Đông về đích nông thôn mới. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đảng bộ Thoại Sơn đặt ra nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, sớm đưa Thoại Sơn trở thành huyện nông thôn mới vượt lộ trình vào năm 2019. Xã Vọng Đông là địa phương được đánh giá cao trong công tác phòng chống tội phạm với mô hình camera an ninh và cổng rào an ninh đã góp phần hạn chế rất nhiều tình hình trộm cắp, đua xe xảy ra trên địa bàn của xã. Hiện toàn xã có 7 camera được đặt tại các khu vực đông dân cư, quanh khu vực chợ và 7 cổng rào an ninh được thực hiện tại 4 app trên địa bàn của xã từ cuối năm 2016 với kinh phí thực hiện gần 20 triệu đồng. Trong đó 60% kinh phí do nhân dân đóng góp. Bước đầu đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm tại địa phương, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Theo lộ trình, Vọng Đông sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Đến giờ lúc này thì phải nói là xác định đối với Vọng Đông thì nhìn chung thì cơ sở hạ tầng về giao thông, trường, trạm thì phải nói được nâng cấp, là đầu tư là coi như khá đồng bộ và phải nói được khang trang hơn so với chưa khi thực hiện được cái nhiệm vụ là coi trong quá trình triển khai. Vọng Đông hiện có 4 ấp, 2.968 hecta đất tự nhiên, trong đó có 2.480 hecta đất phục vụ sản xuất nông nghiệp. Là một xã thuần nông nhưng Vọng Đông gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp bởi hệ thống đê bao chưa khép kín, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Năm 2011, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai và theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2018. Ngoài công tác tổ chức bộ máy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Vọng Đông cũng xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân được nâng lên, tạo nên sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Đến nay, diện mạo Vọng Đông đã có nhiều đổi thay rõ rệt, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự chuyển dịch tích cực, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thấy đường như trường thì như thấy cơ sở của mà cơ quan làm việc thấy cũng khang trang, rất là lịch sự. Thì từ chỗ đó người ta mới, nông dân người ta cũng thấy là chuyện làm của nhà nước ta thấy làm được thì mạnh dạn người ta cũng dám để là cải tạo những cái công việc làm của mình. Từ khi mà có phát động cái chương trình nông thôn mới tới nay thì tôi thấy quê hương này nó có nhiều khởi sắc lắm. Hình như là đường xá thì cũng được khang trang, trường học, nhà thương thì cũng từng bước cũng tốt đẹp. Và đồng thời đời sống người dân thì từng bước cũng nâng lên, nhà cửa thì cũng sang sát. Hình như nhà tranh vách lá hầu như không còn. Là nó cũng gần giống như, không tuyệt đối như thành thị nhưng cũng gần giống như thành thị rồi đó. Là một trong 5 xã tiêu biểu trong cuộc chạy đua về đích nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018. Vọng Đông là xã luôn tập trung vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa bền vững, xây dựng và phát triển mô hình làm ăn có hiệu quả khác. Hiện thu nhập bình quân đầu người địa phương đạt 43,9 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Đường trục chính nội đồng trên địa bàn xã có tổng số 13,2 km, trong đó 6,7 trên 13,2 km đường cứng hóa. Xe cơ giới đi lại thuận tiện, đạt tỷ lệ 50,75% với kinh phí đầu tư là 405 triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân đóng góp. Hiện nay, Vọng Đông đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây không chỉ là niềm phấn khởi của riêng Vọng Đông mà còn là niềm tự hào của huyện Thoại Sơn.